Đừng cố giãy giụa vô ích nữa, không ai cứu được người đâu. Cô hot girl trà sữa à? Để xem tên Florentino của ngươi sẽ làm gì. Tên Florentino kia mà dám tự xưng là bá vương âm nhạc, không có cái mùa xuân đấy đâu. Florentino sẽ phải quỳ xuống giáng sinh ta tha mạng cho công chúa nhỏ Helen. Đương nhiên ta sẽ tha, miễn là tên nhãi kia không bao giờ được comeback. Cô thấy kế hoạch của ta có tuyệt vời không? Quên mất, người không có nói được. SOS, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Helen. Ranh còn bé xíu mày hét to vậy trời. Nhưng mà tôi khát nước quá, anh order một cốc trà sữa cho tôi được không? Hả? Ngươi có thể qua bắt được ta ư? Khôn hồn thì đầu hàng đi. Ai chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân à. Để xem Florentino ghê gớm đến đâu nào. Trà sữa tới rồi đây, thơm ngon mời bạn xem nha. Em không sao chứ Helen, có bị thương ở đâu không? Dạ em không sao ạ. Lata, cậu có biết tên này là ai không? Tớ cũng không rõ nữa. Mr. B. Hả? Kẻ đó là... May quá, Helen không bị thương ở đâu cả. Cảm ơn mọi người đã đến kịp thời cứu em ạ. Vẫn kịp đi sinh nhật Liên Quân 6 tuổi đó mọi người. Let's go. Bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.